nấm tôm ngon á, thơm thơm thẩm. Đang đói bụng. Cho em mập vài chục giây để quảng cáo nha cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hồng Mập Food Mập nha. Hôm nay Mập lại ăn bún đậu mắm tôm cả nhà. Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Cả nhà thấy hấp dẫn không cả nhà? Cái bún đậu này Mập mua là của bún đậu Mẹt Nhân Khoai cả nhà. Đây, ở cái phần này nè, là nguyên một mẹt này á, là Mập mua hai phần 140 cả nhà đó. Nhưng mà nói chung ở đây thì giá nó hơi cao cả nhà, nó không có nó được nhỉnh hơn mấy chỗ khác một tí, nhưng mà không có có nhiều đồ ăn giống như chỗ khác, nhưng mà nó thực sự nó ngon cả nhà. Rồi bây giờ Mập sẽ mời cả nhà ăn với Mập nha. Đây là bún nè, rồi đậu hũ cả nhà, rồi giò sụn, rồi cái này là nem gán nè, cái này là chả nè. Đó, cái này là cái gì nè, chả cốm cả nhà, thịt luộc đó, rồi cái này rau dưa leo. Rồi Mập mời cả nhà với Mập nha. Đây mắm tôm là Mập đánh nè, trồi lên bột nè, hấp dẫn không cả nhà đó. Bỏ đường với lại tắt đánh nổi bọt luôn, giống như trang xà bông luôn. Nấm tôm ngon á, thơm thơm thẩm. Cái nhà thấy bọt không? Một phần 140, hai phần 280 nữa nha. Chả cốm. Nói chung á, đồ ăn ở đây thì ngon. Nhưng mà hơi mắc. Thực sự thấy đậu à, béo lắm cả nhà, nhưng mà tại Mập order về nhà nó hết giòn rồi. Ngon.
Đây là một order chi nhánh Phan Quyết. Rồi sụn bên cái nhà. Đang đói bụng, gặp ăn trúng món mình thích nữa, ngon không nói nên lời luôn. Nó mập để ớt với đây nhiều lắm, 6 trái ớt luôn. Mà thấy đó cả nhà, bún ở đây á, người ta nén rất là chặt luôn. Không có bị bờ rời ra khi mình chấm. Đậu luôn. Mập nghĩ á, ở đây á, xem clip cũng có nhiều người là cũng có ăn bún đậu này rồi. Cả nhà cho Mập một cái bình luận á, ở đây ngon hay dở cả nhà. Chứ Mập ăn Mập thấy ngon á.
Thật sự ha, một mẹ á, một phần ở nhà 140 mà phải để trên nắp là 3-4 người ăn, mà order 2 phần là 280, mà một mình mập ăn không đủ. Một phần là nó ít, một phần là nó ngon. Lên mặt ăn được nhiều cái nhà. Với lại đang đói nữa, nhiều yếu tố quá. Ngon thật sự, thật sự ngon. Đó, bà gùi bắt hơi được rồi đó nha. Cái mẹ nó lại tới lắm à.
phải có bún, còn bún nữa cả nhà. Ăn mấy thì không ngán quá. Quá đã luôn cả nhà. Nhưng mà nếu mà cần nửa phần nữa thì mới đủ cái đồ của Mập cả nhà. Nói chung thì tại nó ngon, với lại Mập đang đói nữa nè. Rồi thêm cái nữa là nó ít quá. Thì nói chung mình chấp nhận giá mua thì mình không có kêu ca đâu cả nhà. Tại Mập nói theo cái diện so sánh cả nhà. Thì ở đây thì nói chung nó ít hơn mấy chỗ khác thiệt, nhưng mà cái chất lượng của nó thì không thể bàn cãi được. Thì nói chung ai đã ăn cái bún đậu mì công pha này rồi thì có cái cảm nhận sao á thì bình luận phía bên dưới để Mập biết, để Mập coi coi cái khẩu vị của Mập nó ra làm sao nha. Nó có giống như mọi người không, chứ Mập thấy thì nó ngon, nó xuất sắc ở cả nhà đó. Thì còn về món ăn hôm nay thì bún đậu hôm nay nè, Mập ăn quy một mẹt vậy đó, thì cả nhà thấy Mập thể hiện sao, có muốn góp ý gì về cái món ăn hôm nay nè, rồi cái cách Mập ăn nó gì đó thì bình luận phía bên dưới để Mập biết Mập hoàn thiện hơn vào những clip sau cả nhà. Còn thí dụ thấy Mập mà ăn ngon nè, hấp dẫn nè, thấy thèm kích thích hay gì đó thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh á, mà vô tình xem được clip mà thấy kênh hay nè, clip hấp dẫn nè, thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha. Nhớ nhấn cái chuông kế bên kiểu đăng ký á, để mai mốt mà Mập có ra clip YouTube sẽ thông báo điện thoại cả nhà đến xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, một cái thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.